Hai, xin mến chào quý cô chú, anh chị và quý vị các bạn. Thì hiện tại là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trước cổng chào của thị xã Bình Minh. Thì chỗ gia đình nhỏ tụi em đang đứng là ở trên đường Lương Nhân Sâm. Ở đây thì là thuộc khóm 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Thì hôm nay xin kính mời quý cô chú, anh chị cùng song hành với gia đình nhỏ tụi em qua một đoạn clip ngắn. Mình sẽ xem cuộc sống bà con ở Bình Minh này về đêm như thế nào, và mình đi tới chợ Bình Minh, cập nhật tình hình ở chợ Bình Minh vào buổi tối cho quý cô chú anh chị mình cùng xem. Xin mời quý cô chú anh chị mình cùng lên đường, let's go. Mình về đêm này nói chung rất là rực rỡ luôn quý cô chú anh chị mình ha. Welcome Bình Minh đồ. Áo dài hước tha. Đường ngoài đây là đường Nguyễn Văn Thẩm. Khu vực này có mấy chiếc xe ôm. Cửa hàng lớn là người ta đóng cửa. Hiện tại bây giờ là 6:50 chiều tối. Đó, cái trên cái cung đường này người ta trang trí những cái đèn led rất là đẹp. Wow, ở đây làm gì đông bà con đi chợ làm bánh quất xanh mua đồ ăn về. Ây da, mình méo đưa ra. Ở đó quán bánh tráng hủ tiếu rồi đó. Rất là đông luôn á nha. Kế bên thì có một cái quán chè. Phải luôn. Cái gì bán quá xanh muốn gì dầu ri quá à. Đây muốn gì cho nó thôi. Nó quậy còn hơn siêu quậy nữa nè. Ngang chợ hả? Nãy đi mua trắng ở đây có quán cơm nè, vừa thấy đông lắm, bữa nay hơi phản rồi. Nói bà con bán cơm thì dài cặp ngoài đường này á. Em có mua không? Ghé vô mua đi. Đó. Làm dừng chờ em chút đi. Rồi, hôm nay người ta không có cho quay phim chụp hình quý cô chú anh chị. Đông quá. Ở ngoài trước thì được, chứ vô đó thì người ta chăm. Rồi, đây đợi nha. Ok. Dạ rồi quý cô chú anh chị, thì tình hình là hai mẹ con bé béo đang đi bắt quá xanh ở bên trong ha. Ở đây buổi tối bà con cũng đi bắt quá xanh khá là đông á. Không biết chợ búa như thế nào chứ bánh quá xanh rất là đông bà con đi ha. Ở đây là người ta có lên lầu nữa nha. Chắc là buôn bán cũng khá là được á. Rất là đông. Phía trước đó là ngã tư á, giáp với đường Ngô Quyền. Đường dài. Bên kia lộ thì tối người ta có bán khô, rồi bán phụ kiện điện thoại.
con bé béo ra mình sẽ đi tiếp ha quý cô chú anh chị. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi thôi nào quý cô chú anh chị. Giờ mình sẽ rẽ qua cái đường Ngô Quyền nha. Thì góc đó thì có một cái quán có lòng. Ví dụ như người ta bán dưa hấu người ta để 2-3 đống, nhưng mà người ta để có 5.000 ký à.
cái ông vô mua hỏi đã, cái đồ dở thì mới 5 ngàn, còn mấy kia là 7-8 ngàn một ký. Cái gì mà lấy ăn hoài béo. Rồi cho Nguyên chụp luôn nè. Được chút rồi đó. Tại đây giờ gần chợ nè. Cái cây rẻ không? Còn... cái cây ta sổ gì á bé? Nhiều ký trời. Phải không? Có giá, có giá, có giá. Giá đâu? 5 ngàn. Ăn cây đang trong hơn nè mọi người. 10 ngàn à. Ăn không rửa? Rửa. Rửa ký. Rồi. Quay nha. Rồi. Buổi tối ở khu vực này quá vắng luôn quý cô chú anh chị. Chợ quá là ra người đấy à. Lên béo. Lên xe. Rồi, lên đường này nè. Rồi chơi cầm đi em. Dạ đây. Đủ thứ giá trơn nha, chứ không phải một giá đâu nha. 2 ký 15, 1 ký 5 ngàn, 1 ký 10 ngàn vậy đó. Giá dao động từ 5 tới 10 ngàn. Nhưng mà sao để giá 5 ngàn. 5 ngàn là mỏng bi nhỏ xíu á. Biết rồi, nhưng mà người ta để giá càng thấp để ập vô cái tâm lý người, ừ, người mua á. Đúng rồi, thấy ô sao rẻ quá, tắp vô. Để tắp vô không mua đúng không? Ừ. Chứ này cô bán ỏi. Ỏi 2 ký 15 ngàn. 2 ký 15 ngàn, mua tiếp cô đi, ở nhà luôn đó. Sớm mới mua rồi, cô không cảo. Đây là nhà hút tay cái gì vậy? Wow. Nhà hút tay cây cọng. Ủa cây cọng là dưới mình mà. Cây cọng của mình là cây cọng quán cà phê. Cây cọng này là cây cọng hút tay. Ồ đây có cháo dinh dưỡng cho bé hả? Family. Khu vực này là bán trái cây rất là nhiều. Ồ, có bán cả trái mây đó kìa. Trời ơi, mây Thái nha. Mây Thái à. Sụp quá bất kỳ. Cái cây này nó bị sụp nha. Bị gì? Cây này nó nghe đột rột trong cái động cơ nó nha. Xe mình có không? Không, cái cây. Cái cây à. Ờ, đúng rồi, nó bị sụp sụp kỳ ha. Về nói nó mới được. Đúng rồi. Anh chụm quá béo ơi. Ở đây người ta bán trái cây quá trời luôn nè. Trái cây quá trời luôn á. Trời ơi, trái dưa lưới kìa, ngon chưa? Ngon quá. Đó, trái dưa lưới màu tím chỗ kìa ba. Ở Hà Nội đó nè. Đâu? Đó. Wow. Trái mùa mận á. Mận này là trái thanh trà nè. Nè, thanh trà ngọt, còn trái nhỏ bên này là chén nè. Trái này nè. Ờ. Trái này là thanh trà chua. Ngộ vậy ta, ừ. Hai loại ha. Trái nào dẹp dẹp á thì nó ngọt, em nghe nói vậy đó nha. Chứ ăn rồi đó thì ăn chua không à, chứ chưa ăn ngọt được à. Ok. Dịch này bán trái cây rất là nhiều nha. Bơ 40 ngàn ký, năm nay 13
chị? Có dưa gan nữa nè. Dưa gan đâu á? Dưa gan bán nhiêu ký vậy chị? 15 hả? Bớt 15. Bớt không? Bì cực vậy. Dạ bộ. Dạ bộ. Chả đó ngon không? Không. Dạ. Chở đây cho tối vắng quá chị, ngày thường sao? Có bữa nay vắng chứ bữa kia cũng đông. Vậy hả? Dạ vậy là tụi em xui hết ta. Ta đã dặn mời đi. Thứ bảy chủ nhật đồ đông dữ không? Đông. Chạy đó nhiều anh. Nhiều. Dạ không, con không ăn rau bà ơi. Nè nè, lấy tiền trả đó. 24 xịt. Rồi rồi, nè. Tiền cho chú nè con. Ủa đây mà, số 4 ở đây mà. Dạ, dạ em đây mà. Thì ít ra chạy mà. Không, ở bên Vĩnh Long qua. Trời, nay đi vợ thấy trái cây mua quá trời. Ừ. Cái này nó dẻo hả chị? Còn lý à. Cái này là ở đâu, giống này ở đâu chị? Hậu Giang. Ôi trời, sao vậy? 24, rồi là 76. Em đưa 200 nha. Còn 200. Còn đưa nữa, đưa hả Đinh? Vậy được. Rồi, rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn. Chúc anh chị bán đất nha. Đi thôi. Thiết bạn quá đông nào cho. Dạ con không ăn rau. Đâu nào có con má 15 ngàn. Rồi, tới rồi không ăn rau. Thôi mấy ăn không. Cảm ơn bà. Sầu riêng, sầu riêng. Sầu riêng. Bơ 20 ngàn ký. Riêng mới hấp dẫn. Thôi sầu riêng thơm quá. Có chẻ muối vô cũng thơm lắm, cũng ngon lắm. Riêng như vậy đó hả? Dạ. Mày qua trái cây nè, không có gì. Bán cầu, bán cầu. Bán cầu, bán cầu. Đẹp quá. Nó lên đèn nó nhìn cái trái cây nó ngon hơn á. Nó bóng bả hơn quá. Bóng bảy. Bóng bảy. Phía trước là ngã tư giáp với đường Phạm Văn Lâm, biết cô chú anh chị. Phan Văn Tìm dấu bớt dơ, bớt nghẽ của người ta không ạ? Đây có quán chè cũng đông quá nha. Cũng lây ra. Đông, đông. Chợ vậy là đông rồi. Chợ có 10 người, 3 người ăn chè là đông rồi. Bên này cũng đông quá nè. Đó, rồi, người ta để rau xỉ đi sáng nó bán rồi đó. Dựa đầu mối hả? Đi ha. Ở đây một sầu riêng rồi quý cô chú anh chị mình tranh thủ ăn sầu riêng nha, để hơi hết mùa là giờ mắc lắm á. Không, đầu mùa nó cũng mắc nha cưng, đợi dưa giữa, giữa mẹ ăn ngon nha. Rồi có chỗ út mua giùm mình có 45 ngàn ký à. Là cái mùa đó gần giữa giữa rồi. Ô sầu già con già lủng lẳng nha. Rồi, ở trước có bán gì đông á kìa, bánh mì. Dạ đây là khu vực quán ăn rồi. Cháu lòng nữa nè. Sô mặn luôn. Bánh mì vịt quay cái gì á. Đó hai món luôn nha. Sô mặn nữa nha. Con dạ. Pha lấu nữa nè. Cháu bán cái gì nướng nữa nè. Đồ nướng, đồ nướng. Có cơm, bún rồi nữa nè. Ăn cũng là dai nè. Em bé vậy đi. Đây bé 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 từng quá tối là về quốc mình đi dưa gan liền mới được, quá hèm, quá hèm. Vừa hở mua trái bị bỏ sót rồi. Ừ, mua hộp sữa luôn, nhà hết sữa. Ok. Đây bán đồ chơi nít, phao bơi rồi nè. Quá trời đồ chơi nít thì dài đây luôn. Ông chú ngồi này đó nhà lúc em tin 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 hoài. Tiếng nội hả? Dạ nữ mà tôi bóp không á, nó nhìn tôi hình gió. Bên kia là phòng khám, thấy đông quá tưởng gì. Cuộc sống gì đêm ở đây trong khu chợ này thì có hơi nắng ha. Tại vì sáng tao ồn ào rồi, giờ tao mắng lại rồi đó. Đúng rồi. Giờ nghỉ ngơi.
trước thì bán nhang đàn nè, quành thánh nuôi bánh lò đậu bánh canh đây ngon lắm nha. Đậu bánh canh không phải bột gạo mà là bánh canh bột gì á, bột sắt kiểu vậy á, nhưng mà cũng tròn giống như công việc nha. Thường mình ăn bánh canh bột gì? Mình ăn bánh canh bột gạo nó trong cong đúng không? Nó trong không thì nó đục đục. Trời ơi, bài đồ dơ vô bán quá chừng luôn. Súng nước rồi, xe đồ hoàng béo mê đồ mê gà ngóng cái đầu nhìn nè. Quậy quá ai đâu mua cho. Mình sẽ đi hẳn ra phía bờ kè mọc lên luôn rồi sẽ tạm dừng clip ở đó. Ta
giác ngồi cặp bờ kè không gian, thứ nhất là nó yên tĩnh nè, thứ hai là ngắm cảnh sông nước rồi đó, nó mát nữa. Đây là cái đầu cá dồn. Được rồi, đến đây gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép tạm dừng clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại clip mới nhất. Bye bye.